Ngày 12 tháng 11, ông Hồ Xuân Xuyên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, cho biết, trên địa bàn xã này vừa có một bé trai 2 tuổi tử vong thương tâm do gốc hạt nhãn. Thông tin ban đầu cho biết, trước đó vào ngày 11 tháng 11, cháu Hồ Văn V, 2 tuổi, trú tại xóm 13, xã Quỳnh Thanh, được mẹ lấy chùm nhãn mua ở chợ ra cho ngồi ăn giữa sân. Lúc này người mẹ vào nhà nấu cơm, chỉ mình bé V ngồi ăn nhãn. Quá trình ăn, bé V bị gốc hạt nhãn ở cổ. Do không ai phát hiện để cứu kịp thời nên bé V nghẹt thở và tử vong. Sau khi nấu cơm xong, người mẹ ra thì bàng hoàng khi thấy con trai người tím tái, tử vong ở sân. Do cháu ngồi ăn nhãn một mình ngoài sân nên không ai kịp phát hiện. Khi người mẹ nấu cơm xong đi ra thì thấy con trai đã tím tái, ngưng thở nằm giữa sân rồi. Thật thương tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quỳnh Thanh nói. Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu V khá khó khăn. Một năm trước, anh trai 7 tuổi của V cũng bị đuối nước tử vong. Hiện gia đình và chính quyền đã làm lễ mai táng cho cháu bé.